Xin chào quý bà con, mời bà con cùng chúng tôi test hai bộ xay sắt gạo bốc lức và sắt Tráng Riêng để chuẩn bị bàn giao cho đại lý ở dưới tỉnh. Bây giờ chúng tôi đang test chức năng là bóc gạo lức. Gạo lức thì khi chúng ta sát lần đầu thì nó sẽ bóc ra được khoảng tầm 85-90%. Gạo lức này thì chúng ta có thể dùng đi nấu rượu được. Còn nếu mà bà con nào muốn ăn gạo lức dùng để nấu cơm ăn luôn cho giàu chất dinh dưỡng thì sau khi trà xong lần đầu thì chúng ta sẽ bỏ lên và trà lại lần thứ hai thì lức sẽ ra sạch 100% và còn giữ nguyên được cái màng giàu dinh dưỡng ở trên. Bây giờ chúng tôi sẽ đổ trực tiếp vào sắt luôn cho bà con cùng thấy. Vâng, và bà con chờ đợi trong giây lát thì chúng ta sẽ thấy được rằng cái gạo ra. Đây bà con có thể nhìn thấy là gạo ra sạch thóc và vỏ trấu 100%. Ở trên vẫn còn cái màng lụa giàu chất dinh dưỡng ở lại. Nhưng cái màng lụa này thì nó sẽ nhìn cái gạo nó không được trắng, không được đẹp. Nhưng mà rất nhiều người muốn ăn cái gạo này cho giàu chất dinh dưỡng. Sau khi trà xong thì chúng tôi sẽ test qua cái đầu trà trắng để cho bà con thấy là máy bóc ra gạo trắng đẹp như thế nào. Dòng sắt gạo gia đình mà có bóc lức riêng và sắt Tráng Riêng này thì là bóc gạo sẽ rất là đẹp và tỷ lệ hao rất thấp và đậu vỡ của gạo cực kỳ thấp so với tất cả những cái dòng còn lại. Thậm chí là nó còn bóc đẹp hơn cả những cái dây chuyền máy xay sắt gạo lớn. Khi mà chúng ta bỏ gạo vào thì bắt đầu nó chạy xuống khoảng 1 ký đầu, nó chưa đầy được cái máng thì là nó sẽ còn đớt thóc lại ở trong thì chúng ta chỉnh, khi nó đạt thì chúng ta sẽ đổ cái phần mới đầu lên trên để trả lại. Đây bà con có thể nhìn thấy là gạo ra rất là trắng đẹp và ít vỡ. Với dàn xay sắt gạo mà bóc lức và sắt Tráng Riêng này, năng suất thì đạt 150-200 kg trên giờ, rất là phù hợp với lại các hộ gia đình hoặc là những cửa hàng mà sắt gạo sạch. Để một số khách hàng có yêu cầu đến là muốn xem sắt gạo trực tiếp để mua thì cực kỳ là phù hợp và sử dụng điện 1 pha 220 3 kW, rất là tiết kiệm điện và phù hợp với những nơi điện yếu và không có điện 3 pha. Bà con có thể nhìn thấy là gạo cực kỳ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại quý bà con ở những video tiếp theo.